Hôm nay đảng ủy mời các đồng chí đến đây để bàn vấn đề rất nghiêm trọng, để chúng ta thông tin một nội dung, đó là tình trạng quyền trẻ em từ hôm trước giờ là rất đáng báo động. Về báo chí đã nói rất là nhiều trong cái chuyện mà tuyên truyền quyền trẻ em. Quyền trẻ em được thực hiện ở các trường học rất tốt, nhưng còn ở khu vực của địa bàn dân cư, chúng ta chưa tuyên truyền đến các phụ huynh, đến các người dân trong địa bàn. Đề nghị các đồng chí phụ trách thiếu nhi địa bàn cư cho biết ý kiến về vấn đề này, giải pháp của đồng chí ra sao? Là một phụ trách thiếu nhi của địa bàn dân cư, theo bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?